Tiếp tục chương trình với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây, nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng với nền nhiệt có nơi vượt 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến khoảng tháng 6 năm 2021. Bắt đầu từ ngày hôm nay 29 tháng 5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt vượt ngưỡng 38 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 6 năm 2021. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp độ 1. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng chống các tác hại của nắng nóng thì người dân không nên làm việc quá lâu, đi lại hoặc là chơi thể thao trong môi trường nóng bức cũng như là tránh các hoạt động thể lực quá sức. Sau mỗi giờ làm việc ngoài trời nắng nóng hoặc là trong hầm, nhà máy, người lao động nên nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, đi lại làm việc ngoài trời nắng như là quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón hay là kính. Bên cạnh đó thì người dân cũng cần mang theo đủ nước khi uống trước khi ở ngoài trời trong thời tiết nắng nóng để kịp bù nước. Với trẻ em và người cao tuổi thì trong những ngày nắng nóng như thế này thì cần hạn chế tối đa đến mức phải ra nắng.